Xin kính chào quý vị và các bạn. Mặc dù không chung đường biên giới, nhưng những cuộc xung đột giữa người Thái và người Việt thì không ít. Quân Xiêm đã nhiều lần tiến sâu trong nội địa nước Đại Việt, hoặc như giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam, Việt Nam cũng đã mở nhiều cuộc hành quân tiến rất sâu vào các vùng đất của Thái Lan. Lực lượng tham chiến không chỉ có thủy binh, bộ binh, mà thậm chí còn có cả đặc nhiệm và biệt kích mà chúng ta sẽ nói đến trong video này. Từ năm 1965 đến năm 1966, không quân Mỹ đã dội xuống miền Bắc Việt Nam một khối lượng bom đạn khổng lồ, tập trung đánh phá dữ dội vào các cơ sở điện lực công nghiệp, giao thông, kho dự trữ nhiên liệu, sân bay, các trận địa phòng không và rất nhiều các cơ sở dân sự khác. Tháng 2 năm 1967, Tổng thống Johnson đã phê duyệt đề nghị của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho phép mở rộng phạm vi đánh phá trong khu vực Hà Nội - Hải Phòng, tiến hành giải mìn trên các luồng sông và cửa biển, dùng không quân khống chế gắt gao khu vực ven biển từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20. Để thực hiện kế hoạch này, Mỹ đã tiến hành củng cố và xây dựng 3 căn cứ không quân hàng khủng tại Thái Lan, đó là sân bay Utapao, Ubon và Udon. Do vị trí rất gần Việt Nam, từ những sân bay này, những chiếc máy bay B-52 của Mỹ sẽ cất cánh đi đánh phá miền Bắc Việt Nam mà không cần tiếp nhiên liệu trên không, cường độ xuất kích cao hơn, khả năng tiếp vận cũng sẽ nhanh và nhiều hơn. Chủ trương của phía Bắc Việt là đối phương xuất phát từ đâu thì sẽ đánh trả ngay tại đó. Trên cơ sở phân tích tin tình báo chiến lược, phán đoán ý đồ của Mỹ là tăng cường ném bom Hà Nội, phía Bắc Việt đã giao nhiệm vụ cho Tham mưu trưởng binh chủng đặc công là Thượng tá Nguyễn Đức Chúng nghiên cứu và chuẩn bị phương án đánh thẳng vào những căn cứ máy bay B-52 của Mỹ tại Thái Lan. Mục tiêu đầu tiên của quân đội Bắc Việt là sân bay Utapao, một sân bay quân sự của Thái Lan được xây dựng từ năm 1952, cách thủ đô Bangkok khoảng 190 km. Năm 1968, quân đội Mỹ đầu tư thành một căn cứ không quân chiến lược để sử dụng trong các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á. Người Mỹ cho rằng đây là căn cứ quân sự bất khả xâm phạm và thường xuyên để trong căn cứ khoảng 20 chiếc máy bay B-52, loại máy bay ném bom hạng nặng tầm xa với số lượng bom có thể mang theo lên tới 30 tấn. Mỗi đêm, Mỹ sử dụng từ 3 đến 5 chiếc đi giải bom ở Việt Nam. Quân đội Bắc Việt xác định không thể đánh sân bay Utapao bằng lực lượng lớn từ xa, phải dùng một lực lượng nhỏ lính đặc công đang hoạt động trên đất Thái Lan thì mới có điều kiện tiếp cận và nghiên cứu tấn công. Tháng 5 năm 1971, chính trị viên tiểu đoàn đặc công biệt động 1A là sĩ quan Lê Toàn đã cùng một tổ công tác vượt biên giới sang Campuchia, rồi từ đó lên sát biên giới Thái Lan, trực tiếp bắt liên lạc và thành lập một tổ đặc công, trong đó bao gồm các chiến sĩ Trần Thế Lại, Bùi Văn Vương và Vũ Công Đài, lúc đó đang hoạt động trên đất Thái Lan. Sĩ quan Lê Toàn đã giao nhiệm vụ đánh sân bay Utapao cho tổ đặc công này. Nhận nhiệm vụ tổ chức trận đánh, Trần Thế Lại đã liên lạc và giao nhiệm vụ cho Bùi Văn Vương, giả trang là dân thường đến khu vực sân bay Utapao để điều tra, nắm tình hình sơ bộ, nghiên cứu mục tiêu và tìm nơi cất giấu vũ khí. Cũng trong tháng 10 năm 1971, hai đặc công sẽ trực tiếp thực hiện trận đánh là Vũ Công Đài và Bùi Văn Vương đã gặp nhau bàn bạc thống nhất kế hoạch và phương pháp trinh sát sân bay Utapao. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 11 năm 1971, nắm được rõ quy luật hoạt động của địch, các đặc nhiệm này đã dự kiến một phương án tấn công sân bay là phá hủy bí mật bằng thủ pháo nổ chậm, nếu bị lộ thì chuyển sang đánh nổ ngay. Vũ khí sẽ sử dụng là 10 quả thủ pháo loại 0,4 kg bằng chất nổ mạnh C4 và 2 quả lựu đạn. Trưa ngày 9 tháng 1 năm 1972, hai đặc công phía Bắc Việt đi xe đến gần khu vực sân bay. 19 giờ cùng ngày, họ đã lấy xong số vũ khí được cất giấu. Sau khi quan sát nắm tình hình địch, cả hai vượt qua các vật cản để tiến về phía mục tiêu định sẵn. Hàng rào bao quanh sân bay là loại dây thép gai 0,3 cm, dựng cao đến 2 m. Họ sử dụng chiếc kìm cắt loại nhỏ nhưng không thể cắt nổi nên phải luồn lách để chui qua. Trong quá trình đột nhập, các đặc công Bắc Việt đã 3 lần gặp quân địch. Hai lần đầu họ đã khéo léo ngụy trang, vượt qua khỏi tầm mắt của đối phương. Đến lần thứ 3, trong một tình thế đặc biệt, tổ biệt kích Việt Nam buộc phải nổ súng, tiêu diệt nhóm tuần tra gồm 2 lính Mỹ và 1 chó béc dê. Khi vào cách nơi máy bay B-52 đỗ khoảng 300 m, bất ngờ hai đặc công Việt gặp 3 xe cơ giới và 2 lính Mỹ, lần này họ đã phải vòng tránh theo hướng khác. Khi tổ đặc công Bắc Việt cách mục tiêu khoảng 50 m, một tổ tuần tra khác của Mỹ đã phát hiện và nổ súng bắn chặn. Trong tích tắc, đặc công Phương tung lựu đạn về phía địch, lợi dụng thời cơ địch giạt ra tránh. Hai người lính đặc công Việt lao nhanh đến mục tiêu đã xác định, dùng thủ pháo đánh vào từng chiếc máy bay. Khi số thủ pháo vừa hết, họ lập tức ra hiệu rút lui. Đặc công Đài rút về hướng cửa mở, đặc công Phương chạy tắt qua khu chứa bom để vượt rào ra ngoài. Khi Bùi Văn Phương vừa thoát ra ngoài khu vực sân bay thì tiếng súng bỗng rộ lên từ phía cửa mở. Người lính đặc công Vũ Công Đài đã trúng đạn tử trận. Sau đó là hàng loạt tiếng nổ lớn và những đám cháy bùng lên phía trong khu vực sân bay.
8 chiếc máy bay B-52 của Mỹ đã bị phá hủy. Ngày hôm sau, các hãng thông tấn phương Tây đồng loạt đưa tin, bình luận rằng Mỹ đã thực sự hoảng hốt và không hiểu Utapao đã bị đánh bằng cách nào. Họ không ngờ rằng đặc công Bắc Việt đã vào được tận xào huyệt chỉ với 2 người mà phối hợp phá hủy được 8 máy bay B-52. Sau trận đánh tạo tiếng vang lớn ở Utapao, phía Việt Nam tiếp tục lên kế hoạch đối với sân bay Udon. Tháng 7 năm 1972, đoàn A-54 Bắc Việt đã cử 23 quân nhân biên chế thành một tổ soi đường và một tổ bảo đảm hậu cần. Hành quân vượt Trường Sơn đến khu rừng nguyên sinh Đôn Cà Thom, nằm ở ngã ba biên giới ba nước Thái Lan, Lào và Campuchia, lập một trạm chỉ huy nghiên cứu tình hình, mở đường vào khu vực sân bay Udon. Cuối tháng 7, tổ soi đường bí mật vượt sông luồn rừng nhằm hướng sân bay để đi. Đi được 15 ngày thì hết lương thực, họ đành phải quay về căn cứ. Ngay sau đó, một sáng kiến được đưa ra, đó là dùng kỹ thuật ém lương thực theo kiểu sâu đo dọc tuyến đường hành lang vào đến sân bay Udon. 3 chiến sĩ của đội, mỗi người mang hơn 30kg lương thực, đến vị trí A để lại 10kg, chôn kỹ và đánh dấu rồi quay về. Cứ thế, từng chuyến lương thực được chuyển đến vị trí B, C, v.v. trên suốt chặng đường dài. Đầu tháng 8 năm 1972, tổ soi đường đã liên lạc được với một cơ sở lực lượng cách mạng của Bắc Việt trên đất Thái Lan. Hàng ngày họ thường đóng giả người dân Thái Lan nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát khu vực sân bay. Rút kinh nghiệm từ vụ tập kích trước đó, phía Mỹ và Thái Lan đã thiết lập hành lang bảo vệ rất chặt chẽ. Nhưng với quyết tâm phá hủy máy bay B-52 tại sân bay Udon, nên phía Bắc Việt thực hiện kế hoạch, vừa trinh sát mục tiêu vừa đưa đội hình chiến đấu đi theo, trinh sát tới đâu hoàn chỉnh phương án chiến đấu đến đó, nếu thời cơ cho phép sẽ tiến hành đánh ngay. Cuối tháng 8 năm 1972, một đội hình chiến đấu gồm 10 người được thành lập, trưởng đoàn A-54 là đặc công Đào Đức Hạnh chỉ huy, vượt biên giới, luồn rừng tới căn cứ cách mạng của Bắc Việt ở Thái Lan, căn cứ này mang mã hiệu 07. Trong tháng 9 năm 1972, đội thực hiện nhiệm vụ trinh sát tạo hành lang từ căn cứ 07 đến sân bay Udon, nhằm xác định vị trí tập kết, xác định hướng đột nhập vào sân bay. Đêm ngày 1 tháng 10, đội hình chiến đấu bắt đầu cơ động tiến về phía sân bay Udon. Lúc này trời mưa to gió lớn, đến gần sáng hôm sau đặc công Bắc Việt mới tới được gần khu vực sân bay. Sợ lộ bí mật nên nhóm đặc công đã quyết định phải phân tán ẩn nấp, chờ đến khi trời tối mới quay lại trinh sát. Phương án đánh B-52 lần này là dùng mìn nổ chậm thay vì dùng thủ pháo. Nếu bị lộ thì chuyển sang đánh nổ ngay. 8 đặc công trong đội hình chiến đấu chia làm 3 tổ, trong đó 2 người có nhiệm vụ mở cửa và cảnh giới, 4 người đánh phá máy bay, 2 người đánh phá kho xăng. Tối ngày 2 tháng 10 năm 1972, 2 tổ chiến đấu đột nhập vào sân bay, tổ mở cửa triển khai bảo vệ đầu cầu. Theo kế hoạch tác chiến, sau khi cài đặt mìn hẹn giờ vào các máy bay và kho xăng, cả 2 tổ phải rút ngay để kịp rời khỏi sân bay trước khi trời sáng. Nhưng đã quá giờ hiệp đồng, trời sắp sáng mà tổ mở cửa vẫn không thấy 2 tổ chiến đấu quay trở lại. Tại vị trí tập kết, chỉ huy trận đánh nóng lòng nghe tiếng nổ vọng ra từ khu vực sân bay, nhưng không gian bốn bề vẫn tĩnh lặng. Cho tới 10 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 1972, khi nghe những tiếng nổ liên hồi từ phía sân bay, tổ mở cửa mới gặp được tổ đánh kho xăng. 4 người còn lại của tổ cài mìn máy bay vẫn chưa thể thoát ra được. Tất cả những thông tin đặc công Bắc Việt đánh bom sân bay Udon bị phía Mỹ ém nhẹm. Sau một thời gian dài, Bắc Việt mới biết tin 3 đặc công là Phan Xuân Kính, Phạm Văn Lãm và Vũ Công Sướng đã tử trận ngay tại sân bay. Đặc công Nguyễn Khắc Nga bị thương nặng và bị địch bắt. 23 máy bay B-52 của Mỹ, một trạm điện và một kho xăng đã bị phá hủy trong trận đánh này. Mục tiêu tiếp theo, sân bay Ubon. Trước năm 1972, sân bay Ubon đã 6 lần bị đặc công Bắc Việt gài mìn phá hủy, nên phía Mỹ và Thái Lan tăng cường bảo vệ an ninh rất chặt chẽ. Trong thời gian này, để đột nhập vào sân bay như những trận đánh trước đây, đối với lực lượng đặc công của Bắc Việt là rất khó. Nhưng với quyết tâm phá hủy phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ, lực lượng đặc công của Bắc Việt đã không chịu bó tay. Cách đánh tập kích hỏa lực được chỉ huy tiểu đoàn đặc công biệt động 1A nghiên cứu vận dụng. Khó khăn nhất trong thời gian này với lực lượng Bắc Việt trên đất Thái Lan là thiếu vũ khí. Bắc Việt chỉ có một số súng bộ binh, mìn và thủ pháo. Họ không có bất kỳ loại vũ khí nào thích hợp với một trận đánh tập kích hỏa lực. Chính trị viên tiểu đoàn 1A là sĩ quan Lê Toàn, đã cùng sĩ quan Nguyễn Bá Do bí mật sang Campuchia gặp Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam để đề nghị chi viện vũ khí. Tư lệnh mặt trận tại đây là sĩ quan Đồng Văn Cống, một người rất tâm huyết với các lực lượng đặc công, đã quyết định cấp ngay vũ khí theo đề nghị. Và thế là tài sản của tiểu đoàn 1A đã có thêm 2 súng cối 82mm, một lượng lớn đạn dược, 200 thủ pháo cùng một số vật chất chiến đấu. Ngày 2 tháng 10 năm 1972, một đội hình chiến đấu gồm 27 người của tiểu đoàn đặc công biệt động 1A được thành lập. Đội được tổ chức thành 2 bộ phận,
Trong đó bộ phận trực tiếp chiến đấu gồm 13 người trang bị một súng cối 82mm và 40 quả đạn do đặc công Nguyễn Công Mùi chỉ huy. Lúc này đang là mùa mưa, đặc công Bắc Việt hành quân vác nặng vượt qua địa hình phức tạp rất khó khăn. Do yếu tố bí mật, họ lại phải luồn lách qua các tuyến bố trí của quân Mỹ và quân Thái Lan, nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước. Một số lính biệt kích kể lại, lúc đó họ chỉ lo sao cho đạn dược không bị ẩm ướt để bảo quản được vũ khí. Không ai còn tâm trí lo đến miếng ăn là gạo rang đã mốc, quần áo ẩm ướt cả ngày không được thay. Toàn bộ hành trình phải nằm bờ ngủ bụi, nước uống đục cạn. Lực lượng Bắc Việt khi gần đến khu vực sân bay thì khẩu đội trưởng bị sốt cao, không thể tiếp tục đi. Họ phải để lại hai chiến sĩ ở lại trông nom. Còn đội hình chiến đấu vẫn quyết tâm lên đường mặc dù thiếu vị trí khẩu đội trưởng. Với lực lượng dày dạn kinh nghiệm trong đợt tập kích này, đặc công Bắc Việt đã cơ động đến vị trí sân bay, bí mật triển khai trận địa, đội hình chiến đấu nổ súng rất chính xác theo đúng kế hoạch đã định. Tuy nhiên trong 40 quả đạn mang theo, có 5 quả không nổ do ảnh hưởng thời tiết mưa gió ẩm ướt, 35 quả đạn còn lại đã nổ trúng hàng loạt mục tiêu định trước, phá hủy đài chỉ huy sân bay, xưởng sửa chữa và một số thiết bị bay, hoàn thành trận đánh bí mật, mau lẹ và bất ngờ. Đội hình chiến đấu nhanh chóng rời trận địa, chôn súng tại một địa điểm bí mật trên đường rút quân khỏi đất Thái. Nhưng khi về tới gần biên giới, nhóm biệt kích Bắc Việt đã bị lọt vào ổ phục kích của Liên quân Mỹ và Thái Lan. 6 lính đặc công phía Bắc Việt đã tử trận do không còn vũ khí. Hàng chục máy bay B-52 vừa bị phá hủy tại sân bay Utapao và Udon. Chỉ trong thời gian ngắn, lại đến lượt sân bay Ubon bị đánh phá. Điều này đã khiến cho người Mỹ hoang mang về cách đánh đặc công của Bắc Việt. Đối với quân đội Bắc Việt, những trận đánh này đã diễn ra đúng mục tiêu và thời điểm, đó là đánh trúng các mục tiêu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, nhằm ngăn chặn tấn công leo thang. Phương pháp đánh địch ngay tại xào huyệt địch của quân đội Việt Nam thêm một lần nữa được thực hiện và hoàn thành bởi lực lượng đặc công mà báo chí nước ngoài đánh giá là rất tinh nhuệ và quả cảm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo trên hành trình tái hiện lại dòng lịch sử của người Việt.